luôn sẽ là Southside King, vĩnh viễn sẽ là Southside King. Anh em từ quận 1 đến quận 12 đâu bắt your hands up. Phú Nhuận, Thủ Đức, Gò Vấp đừng ngắt chết, bắt your hands up. Tao chính là Southside King, mãi mãi vẫn là Southside King, luôn luôn sẽ là Southside King, vĩnh viễn sẽ là Southside King. Tân Phú, Tân Bình, Nam Bộ, trên anh nào bắt your hands up. Bình Tân, Bình Thạnh không bao giờ có ngoại, nó bắt your hands up. Ở khu tao sống không thời gian, khi đồng hồ chỉ đúng thời gian, mấy thằng nhỏ đứng xếp hàng ngàn đợi thằng đầu đảng để mình xếp thành hàng, chỉ cho tụi nó vài ba cọc để tụi nó kiếm tiền mưu sinh. 4 giờ chiều mà mày không bán hết thì xác định đêm nay khỏi ăn cơm. Bệnh nhịp sống có thể quay quanh phường ba, có tao bị bắt phải tao bưng cần xa. Nếu đụng chuyện thì có anh mày ga, tao nó gọi đến tao là nai phường ba. Ok, không cần biết mày ra sao, vô khu tao là có lúa bằng nhau. Hẹn mai 19 mày mà bắt nhau đồng vị với việc mày ăn một dao. Ok, tao không nói láo. Ok, luôn dùng real talk. Ok, từng câu từng chữ tao đã thấm vào đầu cũng mấy thằng chó. Ok, tao chính là tao. Ok, hẹn 39. Ok, giờ là cách tao rap và luôn dùng real talk. Vấn đề ở đây chưa được dập tắt vì có chữ tiền ở trong đó. Người già trẻ nhỏ hàng ngày lâu đậm cũng quay trong túi tiền không có. Họ muốn được sống trong danh vọng nhưng mà cuộc đời không như mong. Có lúc họ muốn dừng lại nghỉ ngơi nhưng mà đừng còn già như mấy cung. Tao chính là Southside King, mãi mãi vẫn là Southside King, luôn luôn sẽ là Southside King, vĩnh viễn sẽ là Southside King. Anh em từ quận 1 đến quận 12 đâu bắt your hands up. Phú Nhuận, Thủ Đức, Gò Vấp đừng ngắt chết, bắt your hands up. Tao chính là Southside King, mãi mãi vẫn là Southside King, luôn luôn sẽ là Southside King, vĩnh viễn sẽ là Southside King. Tân Phú, Tân Bình, lập bờ trên anh nào bắt your hands up. Bình Tân, Bình Thạnh không bao giờ còn hoàn chất, bắt your hands up. Mấy thằng cu tao mặt mày đứa nào đứa đấy thì rất là sáng lạng. Hẻm 39 công tin hỏi thử vì thường xin gây nhiều án mạng. Mày có thể đỉnh như vì đi hay là quen tiểu lý phi đao, nhưng bước vào đây cái điều cần thiết là mày phải mang áo kháng đạn. Ok mày nghe nè cu, tao bẻ có từng thằng là cu. Mày động đến tao như cho bọn kiến lỗ thì coi như là mày ngu. Nếu bài thì đã làm sao, chắc gì mày đã bằng tao. Tụi nó đang nhìn hẻm 39 trong khi tao cướp của mày bằng dao. Tao đến từ không ai ghen, không xài danh từ lan mê, đơn giản dễ hiểu thông thay tiếng nói của những đứa trẻ lan thay. Không nhà không cửa không xe, những lời mày nói ai khe. Đừng có dạy dỗ khi mà động đến tao thì quá trễ để quay xe. Mấy thằng ngôn lão cứ tự mình nay cho nên tụi nó không nghe lời. Đến khi mày thành công được một ít thì tao đã một tay che trời. Thấy mạnh của mày là dùng bài đít để mà thích phần cao thấp, thì thế mạnh tao là mày bước vào đây hẻm 39 tao chấp. Tao chính là Southside King, mãi mãi vẫn là Southside King, luôn luôn sẽ là Southside King, vĩnh viễn sẽ là Southside King. Anh em từ quận 1